Chúng ta học tiếp câu kinh văn trong cái chương cần. Vén rèm cửa chớ ra tiếng, rẽ quẹo rộng chớ đụng góc. Phải là một câu nhưng mà nó là hai ý, hai việc chúng ta phải làm. Tất cả ở trong cái kinh văn của phép tắc người con là gồm có 113 điều chúng ta phải thực hiện. Thì câu hôm nay thầy đọc là nó là hai điều rồi. Vén rèm cửa chớ ra tiếng. Điều thứ hai là rẽ quẹo rộng chớ đụng góc. Hôm nay chúng ta học cái câu là vén rèm cửa chớ ra tiếng. Ở cái chương cẩn thận này, dạy chúng ta cẩn thận. Hôm trước thầy Vũ Hoàng nói chữ Hán là tiểu tâm, chữ tiểu là nhỏ và một cái chữ tâm nữa. Dịch ra nó là cẩn thận, có nghĩa là ngay từ những cái, chúng ta có thể hiểu là ngay từ những cái việc nhỏ, cái tâm chúng ta cũng phải chú ý vào, không được lơ là, cứ coi thường đây là việc nhỏ chúng ta không để ý. Vậy thì theo các con việc gì nó là việc lớn? Cái việc nhỏ chúng ta không có chú ý vào thì việc lớn chúng ta làm cũng không thành công nữa. Nên hôm qua thầy cũng có nói đến việc này. Vén rèm cửa chớ ra tiếng. Cái cửa chúng ta thường là có cái rèm, cửa nhà rồi cửa sổ. Chúng ta thấy có cái rèm đấy, rèm nó có nhiều cái rèm khác nhau. Khi mà rèm, vén rèm này chúng ta phải vén nhẹ nhàng, nhẹ nhàng, chớ để ra tiếng. Chỉ nhắc đúng một việc thôi. Các con thấy người người xưa mà nhắc chúng ta chỉ nhắc một việc thôi. Nhưng mà chúng ta học cái câu kinh văn này thì chúng ta sẽ làm được rất nhiều việc. Nó tương ứng giống như là cái việc vén rèm cửa này. Vén rèm cửa nó chỉ là một việc thôi các con. Thầy nói ví dụ các con rửa bát mà cứ loàng xoàng thì cũng là chưa thực hiện được cái câu vén rèm cửa chớ ra tiếng. Vén rèm cửa chớ ra tiếng, nhưng mà rửa bát sạch cũng chớ ra tiếng. Đi đi dép đi guốc cũng chớ có lép xép lẹp xẹp, chớ có ra tiếng. Nhắc một việc thôi nhưng mà chúng ta phải để ý từ những cái việc đó. Ăn uống cũng thế, nhai trong miệng cũng chớ có ra tiếng. Đấy, các con xem là chỉ nhắc một việc thôi nhưng mà chúng ta phải chú ý trong nhiều việc. Vì sao lại chớ ra tiếng? Bởi vì chúng ta mà làm không phải là nó không ra tiếng, không không ra cái tiếng động gì cả, không phải. Tức là làm mà không có một chút tiếng động nào là cũng không đúng. Nó có tiếng động nhưng mà ở đây ý muốn nói là gì? Cái tâm chúng ta phải dồn vào cái công việc chúng ta đang làm, tập trung vào và hãy cẩn thận từ những việc nhỏ. Còn cái ý phía sau của nó chớ ra tiếng ấy, nó còn có một cái ý là chúng ta phải để ý đến những người xung quanh chúng ta. Để nói có đôi khi chúng ta rất là vô ý, chúng ta làm rất là lớn tiếng, làm phiền người khác. Chưa nói đến cái việc là chúng ta bảo vệ đồ vật. Chúng ta làm mà to tiếng, ví dụ chúng ta đang vén rèm cửa mà đáng nhẽ chúng ta rém nhẹ nhàng thôi, thực hiện câu kinh văn này chúng ta rém nhẹ nhàng, nhưng chúng ta kéo đến xoẹt một cái thì chúng ta có rất có thể là làm phiền người khác. Ví dụ như là trưa mà cha mẹ chúng ta đã nằm nghỉ rồi, giấc nghỉ trưa chỉ có 15, 20 phút, 30 phút, đang nằm mơ mơ màng màng, chúng ta kéo cái rèm lại để che nắng, kéo rét một cái là tự nhiên tỉnh là không ngủ được. Đấy. Ông bà cũng thế, cha mẹ cũng thế. Như vậy là chúng ta vô ý làm phiền người khác. Đấy là đối với ông bà cha mẹ. Còn đối với mọi người thì khi mà chúng ta mà đi ra ngoài mà chúng ta cũng làm phiền người khác như vậy thì người ta sẽ không hài lòng chúng ta. Người ta sẽ không có cảm tình. Và cái người này nó vô ý lắm, vô ý vô tứ lắm.
đấy, cho có một cái câu là trước người lớn phải nói nhỏ nữa đấy các con. Đấy, chúng ta có thể thực hiện cả hai câu này. Vén rèm cửa cho ra tiếng chính là chúng ta chú ý quan sát, không nên làm phiền người khác. Cái thứ hai là chúng ta có cái thái độ là tôn trọng đồ vật. Đối với đồ vật mà chúng ta yêu quý ấy, các con xem có nhiều bạn mà có gấu bông này, có những cái con có những cái con vật nhỏ nhỏ đấy, có nhiều bạn nựng các bạn ấy lắm, nựng em gấu bông, nựng em gấu trúc rất là cưng. Có những bạn mà để mạnh xuống thì những bạn khác còn nhắc là để mạnh thế thì bạn ấy đau thì sao đấy, ví dụ như thế. Tức là chúng ta cũng phải nâng niu đồ vật giống như là nâng niu cái đồ mà chúng ta yêu thích nhất đi. Vì sao mà chúng ta phải nâng niu? Thứ nhất là chúng ta bảo vệ cái tâm cẩn thận của mình. Cái thứ hai nữa là chúng ta bảo vệ cái đồ vật để cho nó còn mãi, nó còn lâu với chúng ta, nó bền với chúng ta. Nếu mà chúng ta chơi, chúng ta dùng đồ vật mà chúng ta làm nó mạnh tay quá, không cẩn thận, thì đáng nhẽ dùng được 10 năm thì chỉ dùng được có 1 năm là nó đã hỏng mất rồi. Cho nên các con phải cẩn thận trong cái việc sử dụng các cái đồ vật, nhất là sách vở gắn liền với cái đời học sinh của chúng ta này, cái việc học vấn của chúng ta này. Sách vở giữ gìn như thế nào cho nó cẩn thận, giờ sách mà cũng giờ mạnh quá, không cẩn thận vứt bừa bãi, đó cũng chính là cái thái độ không tôn trọng đối với đồ vật, không biết giữ gìn đồ vật. Khăn quàng đỏ các con quàng về cũng phải biết gấp lại cho nó vuông, xong là để vào trong cặp, để vào cái ngăn cặp nào đó để chúng ta không bị quên. Và cũng là chúng ta phải giữ gìn cái đồ vật của mình. Chứ thầy thấy nhiều bạn là dùng cái khăn quàng đỏ một thời gian thì nó quấn vào, xong là nó như cái đuôi con chuột đấy. Cởi ra thì vứt tứ tung, chỗ nào cũng để. Thật ra thì cái câu kinh văn này ấy, nhắc chúng ta có một việc thôi, nhưng mà các con học lâu rồi các con sẽ biết là tuy rằng chỉ nhắc một việc nhưng mà chính là nhắc chúng ta trong rất nhiều việc. Từ những việc nhỏ nhất các con phải làm hết sức cẩn thận. Đôi khi cái việc làm nhỏ mà chúng ta không cẩn thận nó sẽ gây ra những cái hậu quả nghiêm trọng, hậu quả lớn ấy, nghiêm trọng mà chúng ta không lường trước được cái hậu quả của nó đâu. Ở trong cái kinh điển của Thánh Hiền, thầy đọc thầy ấn tượng có một cái câu này: tùng tiểu vi khởi thành đại khốn kiệt. Là từ những cái việc nhỏ, tiểu vi là những cái việc rất nhỏ, từ những cái việc nhỏ thế nhưng mà nó trở thành cái đại khốn kiệt, tức là nó khiến là nó gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Cho nên chúng ta phải để ý từ những việc nhỏ. Đây là chúng ta phải tập cho các con, tập mới được, phải rèn luyện mới được. Ngay cả thầy nhiều khi thầy cũng còn lơ đãng, không để ý, vẫn còn phải chỉnh sửa nhiều. Cái việc cẩn thận này là chúng ta phải thực hành thường xuyên, mọi nơi, mọi lúc, mọi chỗ, để chúng ta giữ gìn cái sự cẩn thận của mình. Cẩn thận là tốt lắm các con. Người có tính cẩn thận thì rất tốt. Đây là một cái đức tính tốt đẹp, chúng ta phải cố gắng mà học và thực hiện. Xin cảm ơn quý thầy cô giáo, cảm ơn các bậc phụ huynh và cảm ơn tất cả các con. Chúc các con có một ngày thực hành phép tắc người con thật tốt nha.